Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video anh em nha, bấm nút like, đăng ký, share cái video giúp mình nha các bạn. Mình cảm ơn tất cả các anh em. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái file của thằng Google Play để giúp cho tất cả máy của anh em chạy mượt mà nhưng mà không có nặng máy. Đây thì em có đẩy phần link tải, anh em tải về cho mình một cái file. File này là của thằng Google nha tất cả anh em. File này nó có thể xóa rác. Nè. Anh em lấy ra nha. Mở đăng ký tài khoản anh em. À nó chậm như ta. Anh em chờ chút nha. Chữ nhiều cái những gác á, các anh em bấm vào một số gác nè. Rất là tiện lợi luôn nha các anh em. Mình an toàn nè. File này của thằng Google nha các anh em. Số gác giúp máy anh em chạy mượt mà không có nặng máy như những cái phần mềm bên thứ ba khác. Ồ, anh em số gác thấy không? Sau khi số gác rồi em sẽ kiểm tra lại cái máy của em chạy số men cơ. Các bạn coi, rất là mượt luôn. Nó đã giải phóng được 59m. Rất là đẹp, ngon luôn anh em. Những tờ trùng lập nè, anh em có thể xóa luôn nè. tám mươi hai tệt nè. Còn phương tiện nè, anh em xóa luôn nè. Rồi đây thì qua đây thì những có những trong đây mình khuyên anh em cái bộ nhớ trong này anh em không nên xóa nha tất cả anh em. Sai lầm của tất cả anh em là thường thường xóa những bộ nhớ trong này, sau khi tất cả anh em xóa bộ nhớ trong này mất cái máy mà nó lót lại những ứng dụng rất là mệt cho cái máy mình, rất là nặng nha tất cả anh em. Lâu thiệt là lâu luôn. Anh em hãy vào xóa một lần chứ đừng có ngày nào cũng xóa. Rồi đây thì những ứng dụng nè, anh em nhắc qua những ứng dụng nè. Bên đây thì những cái tệp APK có hại cho máy của anh em bấm vào xóa hết nha tất cả anh em. Còn đây thì những ứng dụng cài đặt nè, anh em có thể vào xóa đây mà xóa thịt gác nè. Đó. Mà thường những cái mình xóa gác hồi nãy sạch rồi nha các anh em. À. Thay vì anh em phần dùng phần mềm phần làm máy mà anh em dùng cái file này là khỏi cần cái dùng phần mềm bên thứ ba cũng được nha anh em. Nó cũng sẽ giúp cho máy anh em chạy mượt mà luôn. Anh em chỉ việc vào đây mà số gác nè. Em những xóa những tịch gác trên cái app lưu trữ nha tất cả anh em. Rất là ngon luôn. Rồi đây thì những cái tệp tải xuống hình ảnh rồi âm thanh video rồi anh em nhạc thì nào đó anh em muốn xóa thì anh em bấm vào nha tất cả anh em. Vì mình đã xóa hết rồi. Ở đây là những tệp Telegram nó tải quýt lên anh em bấm chọn vào đây anh em xóa luôn anh em. Giúp máy anh em chạy rất là mượt luôn. Game là những cái bình luận những cái tweet lên anh em. Rồi anh em cứ xóa anh em. Tất cả anh em chọn tất cả anh em xóa. Những tài liệu tham khảo nè. Nó những tài liệu anh em có thể xóa hết luôn anh em. Anh em làm cái file này giúp là làm cho sạch máy tất cả anh em nè. Rất là ngon luôn. Vậy em có để phần link tải với tất cả anh em nào chưa biết tải thì cứ tải về một cái file này nè anh em. Rất là ngon luôn. File này của thằng Google. Không ảnh hưởng gì tới máy, không có gì hết. Vậy video em kết thúc nha. Tất cả các bạn anh chị nha, bấm cho em xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo. Và clip tới đây em kết thúc. Chào tạm biệt tất cả.